Hello, em An xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh An Bất Động Sản Đà Lạt nha. Hiện tại thì em đang ở trong thôn Năn, Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng, quý cô chú anh chị. Và cái vị trí này thì một vài hôm trước thì em An cũng có quay một vài lô đất xào quý cô chú anh chị nha. Cái đường này thì nó ngay cái cổng chào thôn Năn đi vô tầm khoảng 800m thôi quý cô chú anh chị. Và hiện tại thì ở đây có một lô đất tầm khoảng 400 m², sẵn 93 m² thổ cư, mặt tiền 14 m nha quý cô chú anh chị nha. Và diện tích nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 443 m². Và bây giờ không để quý cô chú anh chị chờ lâu nữa thì em An sẽ tiến hành quay toàn bộ cái khu vực này cho mọi người cùng xem nha. Và thời tiết ở khu vực này hiện tại chuẩn bị mưa rồi nha quý cô chú anh chị, nên là cái âm thanh và cái chất lượng hình ảnh nó không được đẹp. Mong tất cả mọi người xem video thì thông cảm cho em An nha. Quý cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái đường này nó rơi vào tầm khoảng 3m rưỡi 4m nha. Đường đi thông, trước mặt thì là vườn cà phê nhà người ta quý cô chú anh chị. Gió rất là to mọi người nha, mong tất cả mọi người khi mà nghe âm thanh nó ổn thì thông cảm cho em An. Và vị trí đất từ đây nha quý cô chú anh chị nha. Đó, người ta đã rào hết rồi. Kéo sang bên này, gió khá là to với cô chú anh chị. Kéo sang bên này. Xung quanh thì dân cư hiện hữu rất là nhiều. Trước đây thì cái khu vực này rất là dài với cô chú anh chị, và người ta cũng đã phân lô ra và người ta cũng đã xây nhà rồi này cô chú chú anh chị nha. Bên này thì người ta giải tán mặt bằng thì người ta cũng đã đập rồi. Thì nói chung là đất nhà mình thì không lo tranh chấp với nhà ai hết, bởi vì là hai bên, một bên là hàng rào bê tông, hàng rào gạch rồi, một bên là B40 rồi. Đằng trước mặt thì chúng ta có cái hàng rào sắt rồi, nên không lo tranh chấp với nhà ai hết quý cô chú anh chị nha. Hiện tại trời chuẩn bị đổ mưa, chuyển mưa quý cô chú anh chị, nên là gió thổi rất là to nha. Đằng sau này quý cô chú anh chị, đằng sau này thì có một con suối nó rơi vào trên bản đồ của lô đất thì em thấy nó rơi vào 6m nha quý cô chú anh chị nha. 6m, suối này khá là to quý cô chú anh chị. Và trên bản đồ của lô đất thì em cũng có nhìn thấy một cái đường nó quy hoạch 18m4 quý cô chú anh chị nha. 18m4 đằng sau đất, và nó bị cắt vào đuôi của lô đất này một xíu. Cắt vào đuôi của bộ lô đất này chắc tầm khoảng 30-40m² gì đó. Thì cái lô đất này khi mà em thấy, khi mà cái lộ này mà nó mở ra, người ta mở ra, nhà nước mở ra quý cô chú anh chị, thì nó cực kỳ hợp lý. Tại vì 18m4 lận rất là rộng nha quý cô chú anh chị nha. Rất là hợp lý để chúng ta đầu tư tầm nhìn về dài hạn. Thì em nghe thông tin phong phanh con đường này là con đường nhựa thông ra từ đây ra đến Đức Trọng nha quý cô chú anh chị nha. Rất là hợp lý để mà quý cô chú anh chị mà mua đầu tư dài hạn hoặc là mua nghỉ dưỡng. Cái giá của lô đất này hiện tại thì cũng rất là rẻ, rất là mềm quý cô chú anh chị nha. Cái mương thì em thấy nó hơi không to đâu, nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà trên sổ thì em thấy nó là 6m, đường quy hoạch là 18m, lấn vô đất tầm khoảng 30-40m gì quý cô chú anh chị nha. Và đây, và đằng trước mình thì cái mặt tiền nó rơi vào 14m, nhưng mà nó bị xéo so với mặt tiền đấy quý cô chú anh chị, nó bị nằm xéo như thế này, nên là cái mặt tiền nó rất là rộng, nhưng mà đằng đuôi của nó chỉ có 12m thôi. Nhưng mà thì em thấy là nếu mà đo vuông góc sang thì đầu đuôi nó bằng nhau á, nó rơi vào tầm khoảng 11-12m thôi, chứ không phải không được 14m đâu, tại vì cái mặt tiền này nó chéo đi như này đó. Thì lô đất này nằm ở vị trí khá là trung tâm của thôn Năm, Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng nha quý cô chú anh chị. Từ đây mà chúng ta di chuyển ra đến chợ Gia Lâm thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 1 cây số. Từ đây mà ra đến trung tâm thị trấn thì tầm khoảng 1.2. Mọi tiện ích trường học, trạm y tế, trạm xá, trường học cấp 1, cấp 2, mẫu giáo loanh quanh tầm khoảng 1.5 cây số nha quý cô chú anh chị nha. Di chuyển ra sân bay thì rất là gần, tầm 20 cây, lên Đà Lạt thì tầm khoảng 27-28 cây nha quý cô chú anh chị. Một nơi rất thích hợp để tất cả quý cô chú anh chị có thể làm nơi nghỉ dưỡng. Hôm nay em có nhờ anh chủ nhà đánh cỏ đi thì đánh cũng khá là sạch sẽ rồi, cỏ rất là nhiều, đa số là cỏ voi quý cô chú anh chị. Thì với diện tích là 443 m², sẵn 93 m² thổ cư, mặt tiền là 14m, hậu là 12m, trên sổ thì nó là top hậu nhưng mà thực tế nó không top nha quý cô chú anh chị nha. Đó.
Thì chủ nhà đang nhờ em giao bán cái lô đất này với giá là 1 tỷ 2 có thương lượng nha quý cô chú anh chị, 1 tỷ 2 cho toàn bộ cái diện tích đất này. Đó. Và bây giờ để tất cả mọi người có cái tầm nhìn bao quát nhất về cái lô đất này thì em An sẽ bay một đoạn flycam để tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái vị trí này nha. Và vừa xong thì tất cả quý cô chú anh chị chắc cũng xem được cái flycam của em An. Thì chắc là mọi người quan sát cái vùng Lâm Hà thì chắc là cũng định hình được cái vị trí đất này nó nằm ở đâu quý cô chú anh chị. Và hiện tại cái thời tiết nó sắp đổ mưa rồi quý cô chú anh chị nha. Nên là em An sẽ nhắc lại thông tin của lô đất một lần nữa. Thì diện tích của lô đất này là 443m², ngang mặt tiền là 14m, hậu là 12m. Có sẵn 93m² thổ cư, quy hoạch toàn bộ là thổ cư. Đằng sau của lô đất thì có một cái đường quy hoạch nó rơi vào 18m4, dính vào đất tầm khoảng 30m² nha quý cô chú anh chị nha. Thì chủ nhà đang nhờ em ăn giao bán lô đất này với giá là 1.2 tỷ quý cô chú anh chị. Mọi tiện ích xung quanh lô đất này thì tầm khoảng 1.5 cây số. Và hiện tại thì gió rất là to. Một lần nữa thì em An rất là mong tất cả mọi người xem video của em An thì có thể thông cảm cho em An một xíu. Tại vì trời chuẩn bị chuyển mưa rồi nên không thể nào mà tránh được cái trường hợp mà cái âm thanh nó bị nhiễu loạn. Và thời tiết cũng không được đẹp nữa, nên là mong tất cả quý cô chú anh chị có xem video thì thông cảm cho em An, bởi vì chất lượng hình ảnh mùa trời mưa thì nó không được tốt lắm. Và bây giờ rất mong là tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem video của em An cảm thấy yêu thích video thì có thể cho em An xin một like và một đăng ký kênh. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em An sớm để theo dõi được những cái video mà đất ngộp và đất rẻ nhất nha quý cô chú anh chị. Và quý cô chú anh chị nào mà xem được video thì có video này mà thích lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp với em An sẽ hỗ trợ tư vấn và đưa tất cả quý cô chú anh chị đi xem nha. Và cuối cùng xin chúc tất cả quý cô chú anh chị có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những cái video lần sau. Và em An xin chào ạ.